Lý do miễn nhiệm các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam Thưa quý vị, sáng 5 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trên Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với các ông Phạm Bình Minh Vũ Đức Đam tại kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15. Cuối phiên làm việc sáng 5 tháng 1, Quốc hội bắt đầu họp riêng để quyết định các nội dung về nhân sự ủy viên thường vụ Quốc hội đã trên Quốc hội việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 15. Sau đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trên Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Tờ trình của Thủ tướng cho biết, sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào năm 2021, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó tới ngày 23 tháng 12 năm 2022, xét nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ trưởng Vũ Đức Đam thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định. Căn cứ quy định của pháp luật, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Sau khi nghe tờ trình Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại đoàn về các nội dung công tác nhân sự nói trên, việc bỏ phiếu quyết định cho thôi đại biểu đối với ông Phạm Bình Minh phê chuẩn miễn nhiệm đối với các ông Phạm Bình Minh Vũ Đức Đam vào đầu giờ chiều nay. Trước đó ngày 30 tháng 12 2022, Trung ương Đảng khóa 8 đã họp bất thường quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Trung ương Đảng khóa 8. Cùng với đó, Trung ương Đảng cũng cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959, quê quán Nam Định, trình độ thạc sĩ luật ngoại giao. Ông tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao, sau đó trở thành cán bộ Bộ Ngoại giao từ năm 1981. Từ đó cho tới nay thì ông công tác trong ngành ngoại giao trải qua nhiều chức vụ khác nhau, Ông có 10 năm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ 2011 đến 2021. Từ tháng 1 2013, ông Phạm Bình Minh được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4 2021, ông được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ông Phạm Bình Minh tham gia Trung ương Đảng lần đầu tại Đại hội 10 của Đảng tháng 4 2006, khi được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, từ tháng 1 2009, ông trở thành ủy viên chính thức Trung ương Đảng khóa 10. Từ đại hội khóa 11 tháng 1 2011 tới đại hội 13 tháng 1 2021, ông Phạm Bình Minh đều được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng. Từ đại hội 12 tháng 1 2016, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị. Ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, quê quán Hải Dương trên độ tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, kỹ sư điện tử tinh học. Ông Vũ Đức Đam xuất thân là kỹ sư tại công tác xuất nhập khẩu dịch vụ kỹ thuật bưu điện, tổng cục bưu điện, sau đó trở thành chuyên viên tại văn phòng chính phủ. Ông có khoảng 7 năm từ năm 1996-2003 là thư ký trợ lý cho cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tại đại hội 10 tháng 4 2006, ông Vũ Đức Đam trở thành ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa 10 khi đang là thứ trưởng bộ bưu chính viện thông, nay là bộ thông tin truyền thông. Từ tháng 11 năm 2007, ông Vũ Đức Đam được luân chuyển về Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, sau đó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tới năm 2011, sau khi được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, ông trở thành chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11 năm 2013 cho tới nay, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương các khóa 12, 13 giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nghỉ hưu, ông Vũ Đức Đam kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 từ quý 2019 đầu 2020, ông Vũ Đức Đam là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từ khi mới thành lập, cuối tháng 1 2020 cho tới tháng 8 2021, khi ban chỉ đạo được quyền toàn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đảm nhiệm vai trò trưởng ban. Quốc hội sẽ phê chuẩn Phó Thủ tướng thay các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam vào ngày 5 tháng 1. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho hay, Tại kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ xem xét các nội dung nhân sự, công việc miễn nhiệm, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng thay các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Chiều ngày 3 tháng 1, Tổng Thư ký Quốc hội họp báo thông tin về kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc tại kỳ họp bất thường, Quốc hội có xem xét miễn nhiệm đối với ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn các Phó Thủ tướng mới hay không? Trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung về công tác nhân sự gồm cho thôi làm đại biểu, miễn nhiệm, phê chuẩn bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhân sự mới. Bà Thanh cho biết nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ sáng ngày 5 tháng 1 và sẽ kết thúc vào chiều ngày 5 tháng 1, ngày khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Theo bà Thanh, chiều ngày 4 tháng 1, tại phiên họp trù bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới chính thức trình Quốc hội nội dung chương trình kỳ họp bất thường thứ hai, trong đó có nội dung về nhân sự nói trên. Nhấn mạnh công tác nhân sự là nhiệm vụ rất quan trọng. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khẳng định công tác này được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ. Công tác nhân sự cũng là công việc thường xuyên, công tác cán bộ là việc làm rất hệ trọng. Tổng bí thư cũng nhắc nhiều lần rằng công tác cán bộ đây là công tác then chốt của then chốt. Bà Thanh nói, theo trưởng ban công tác, đại biểu cần phải làm quen, coi việc thay thế nhân sự là việc bình thường. Bà Thanh dẫn các nghị quyết 28 của Trung ương khóa 13 khẳng định chủ trương có lên có xuống, có vào có ra, phát hiện bố trí cán bộ có đức có tài, dám nghĩ dám làm, bảo vệ khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo, nhưng sẵn sàng xem xét kỷ luật thay thế cán bộ không đảm bảo. Bộ chính trị cũng khuyến khích cán bộ thấy rằng nếu mình không đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tinh thần nêu gương, thấy mình không đủ điều kiện từ sức khỏe đến lý do khác mà thấy rằng không thực hiện được nhiệm vụ một cách xuất sắc thì khuyến khích làm đơn xin thôi giữ trọng trách nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ làm đại biểu, bà Thanh nhấn mạnh. Trước đó vào ngày 30 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Trung ương Đảng khóa 13. Cùng với đó, Trung ương cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Như vậy, tại ngày khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và phê chuẩn bổ nhiệm đối với hai nhân sự Phó Thủ tướng mới. Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Tại hội nghị Trung ương bất thường chiều 30 tháng 12, Trung ương Đảng quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, ông Vũ Đức Đam thôi tham gia Trung ương Đảng. Thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng cho hay, ngày 30 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phim bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trung ương Đảng cũng thống nhất để ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Phạm Minh Minh sinh năm 1959, quê quán Nam Định, trình độ thạc sĩ luật pháp ngoại giao. Ông là con trai của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương. Ông Minh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao, sau đó trở thành cán bộ Bộ Ngoại giao từ năm 1981. Từ đó cho đến nay, ông Minh công tác trong ngành ngoại giao, trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Ông Minh có 10 năm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, từ 2011 đến 2021. Từ tháng 1 2013, ông Minh được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Từ tháng 4 2021, ông Minh được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ông Phạm Bình Minh tham gia Trung ương Đảng lần đầu tại Đại hội 10 của Đảng tháng 4 2006 khi được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10. Từ tháng 1 2009, ông trở thành Ủy viên Chính thức Trung ương Đảng khóa 10 từ Đại hội 11 tháng 1 2011 tới Đại hội 13 tháng 1 2021, ông Minh đều được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Từ Đại hội 12 tháng 1 2016, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Vũ Đức Đam, sinh năm 1963, quê quán Hải Dương trình độ Tiến sĩ Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế, kỹ sư điện tử tinh học, Ông Đam xuất thân là kỹ sư tại công ty xuất nhập khẩu, dịch vụ kỹ thuật bưu điện, tổng cục bưu điện, sau đó trở thành chuyên viên tại văn phòng chính phủ. Ông Đam có khoảng 7 năm từ 1996 đến 2003 là thư ký trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tại đại hội 10 tháng 4 2006, ông Vũ Đức Đam trở thành ủy viên dự quyết trung ương đảng khóa 10 khi đang là thứ trưởng Bộ Bưu Chính Viện Thông, nay là Bộ Thông tin Truyền Thông. Từ tháng 11 2007, ông Đam được luân chuyển về Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quảng Ninh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tới năm 2011, sau khi được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, ông Đam trở thành chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11 2013 cho tới nay, ông Đam tiếp tục được bầu làm ủy viên Trung ương các khóa 12, 13 giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong thời nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến nghỉ hưu, ông Vũ Đức Đam kiêm nhiệm bí thư ban cán sự đảng Bộ Y tế. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 từ cuối 2019 đầu 2020, ông Vũ Đức Đam là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từ khi mới thành lập cuối tháng 1 2020 cho tới tháng 8 2021, khi ban chỉ đạo được kiện toàn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đảm nhiệm vai trò trưởng ban.